Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ xử Tổ chức Y tế Thế giới để nhắm vào Trung Quốc mà thôi. Và trong bối cảnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp hành tinh và ác liệt nhất là trên lãnh thổ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 7 tháng 4 đã chính thức lên tiếng chỉ trích tổ chức đang điều phối cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch là Tổ chức Y tế Thế giới mà viết tắt là WHO. Và trên mạng Twitter vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ đã thẳng thừng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã nghiêng về phía Trung Quốc. Và đây là điều hết sức đặc biệt và sự lên tiếng thẳng thắn của ông đã gây ra công luận trên toàn thế giới và rất nhiều những tờ báo đã đăng tải về điều này. Và đây là hình ảnh dòng tweet của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống Trump đã chỉ trích nặng nề tổ chức này trong bài tweet của mình với nội dung như sau. Tổ chức Y tế Thế giới thực sự đã làm hỏng mọi thứ. Vì một lý do nào đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã được Mỹ tài trợ rất nhiều, xong lại xoay quanh Trung Quốc. Thật may mắn là tôi đã bác bỏ lời khuyên trước đó của họ về việc mở cửa biên giới với Trung Quốc. Vì sao họ có thể đưa ra một khuyến cáo sai lầm như vậy? Đây là một câu hỏi được đặt ra và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy. Và trước đó, vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với toàn bộ những người đến từ Trung Quốc. Lệnh cấm quy định mọi công dân nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần nhất đều không được phép nhập cảnh vào Mỹ. Thì đây là một tuyên bố khá hùng hồn. Và ngay sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới ra tuyên bố không ủng hộ lệnh giới hạn đi lại với Trung Quốc do ông ban hành. Và khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng giới hạn luồng hàng hóa và con người trong khủng hoảng y tế, cộng đồng là không hiệu quả trong phần lớn tình huống, có thể làm tiêu hao tài nguyên dành cho các biện pháp khác. Hết trích. Và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhại lại giọng văn của Tổ chức Y tế Thế giới rằng đừng có đóng biên giới với Trung Quốc, xin đừng làm thế. Bọn họ có nhìn thấy gì đâu, họ đã không thấy và không báo cáo, còn nếu họ đã chứng kiến, tức là họ đã che giấu. Ông nói như vậy. Và sau đó, trong một cuộc họp báo cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục công kích mạnh mẽ Tổ chức Y tế Thế giới và dọa sẽ cắt tiền tài trợ vì tổ chức này có những lập trường rất có lợi cho Trung Quốc, cung cấp thông tin sai lệch về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và quả thật trong thời gian vừa qua, các bạn cũng đã chứng kiến những thông tin từ Trung Quốc đưa ra cũng giống như từ Việt Nam. Dường như là chỉ có một chiều và chỉ có Đảng Cộng sản tại Trung Quốc của Việt Nam mới biết mà thôi. Còn thực tế thì rất khó đoán biết. Và đây là hình ảnh Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân trong cuộc họp thượng đỉnh G20 được ghi nhận vào năm 2017. Ông Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tiếp, chúng ta, tức là Hoa Kỳ, chi trả phần lớn cho ngân sách của họ, tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy mà họ chỉ trích tôi đã ra lệnh đóng cửa biên giới. Họ đã nhầm và họ sai lầm về nhiều thứ. Có rất nhiều thông tin mà họ đã không muốn công bố sớm hơn và họ có vẻ rất thiên vị Trung Quốc. Nhưng chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ hơn Tổ chức Y tế Thế giới vì họ đã thực sự sai lầm. Họ đã không cảnh báo, lẽ ra họ đã phải làm điều đó sớm hơn một tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy. Và ông nói tiếp như sau. Chúng tôi sẽ ngưng chi tiền cho Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi sẽ ngưng toàn bộ để rồi xem ra sao. Họ đã làm sai, sai tất cả. Họ đã làm hỏng bét mọi thứ. Và năm ngoái, Mỹ đã đóng góp tổng cộng 500 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, là nước đóng góp nhiều nhất cho tổ chức này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đưa ra thông tin chi tiết về thời điểm cũng như số tiền ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng trong ngày 7 tháng 4, khi một phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề cắt tiền tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, ông Trump đã giải thích như sau. Tôi đâu có nói là sẽ làm điều đó, nhưng chúng tôi sẽ cân nhắc. Và tờ báo New York Times, một tờ báo rất uy tín ở Mỹ, đã nhận xét Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây cũng đã thỉnh thoảng đe dọa kiểu này, nhưng sau đó ông lại đổi ý. Lần này, tuy chưa rõ ra sao, nhưng nếu Mỹ thật sự cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sứ mạng của tổ chức này. Ngân sách dành cho Tổ chức Y tế Thế giới ước tính là khoảng 6 tỷ đô la trong năm 2019, được đóng góp từ các quốc gia thành viên trên khắp thế giới, trong đó có nguồn tiền từ Mỹ chiếm tới 10% ngân sách
của tổ chức rất quan trọng này. Và thời gian vừa qua, các quan chức Mỹ cũng liên tục chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới lẫn Trung Quốc, thậm chí còn kêu gọi Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới phải từ chức. Thì đây là những thông tin các bạn cũng đã đọc thường xuyên trong những ngày gần đây, khi phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã có những cái quan điểm rất rõ ràng với cái người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới này. Và đây là hình ảnh cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã viết trên trang tweet của mình như sau. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 rằng không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người của virus mới. Tổ chức Y tế Thế giới nợ thế giới một lời giải thích. Quá nhiều đau khổ đã xảy ra với việc xử lý sai lệch thông tin và sự thiếu trách nhiệm của người Trung Quốc. Vị chính trị gia này đã nói như vậy. Và quan điểm của Tổng thống Donald Trump nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính trị gia của Đảng Cộng Hòa cũng như các quan chức của Mỹ. Trong đó, Thượng nghị sĩ Rich Scott, thành viên của Ủy ban An ninh Nội địa, tức là Thượng viện Mỹ, cho biết nếu họ, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, hoàn thành trách nhiệm, mọi người có thể sẵn sàng hơn. Chúng ta đã không phải đóng cửa nền kinh tế, chúng ta đã không chứng kiến bao nhiêu người chết trên khắp thế giới. Ông nói như vậy. Và Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa của ông Trump, bà Martha Suttley, hồi đầu tuần trước đã đi đầu trong việc kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros từ chức. Bà Suttley đã đổ lỗi cho sự thiếu minh bạch của Trung Quốc là từ Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới này. Bà tuyên bố ông Tedros đã lừa dối cả thế giới. Thì đây là câu khá nặng nề đối với một chính trị gia như ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Cùng với đó, nghị sĩ Mỹ Macron cũng đã kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros từ chức vì đã để tổ chức này bị Bắc Kinh thao túng. Trong khi đó, một đơn kiến nghị trực tuyến trên trang change.org kêu gọi ông Tedros từ chức đã thu được hơn 718.000 chữ ký trên khắp thế giới. Thì đây là con số khá lớn và ấn tượng, gần 1 triệu người. Và các lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới trong giai đoạn đầu của năm 2020 đã gây nhiều thắc mắc, bao gồm việc dẫn thông tin từ Trung Quốc đánh giá dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không nghiêm trọng. Thì đây là cái sự hết sức sai lầm và đã gây ra nhiều hậu quả sau này đối với tất cả các nước trên thế giới, với hơn 80.000 người đã chết và hơn 1 triệu người đang nhiễm bệnh. Và đây là hình ảnh trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo không tìm thấy bằng chứng rõ ràng vì sự lây truyền từ người sang người của loại virus chủng mới này. Vào ngày 31 tháng 1, tổ chức này khuyên các nước không nên đóng cửa biên giới dù dịch bệnh đang bùng phát. Đây cũng là điều rất tai hại. Và Tổ chức Y tế Thế giới được thành lập vào năm 1948, có trụ sở đóng tại Geneva, Thụy Sĩ. Hiện có 194 quốc gia, lãnh thổ là thành viên. Tổ chức này có khoảng 7.000 nhân viên đang hoạt động ở 150 quốc gia. Sứ mệnh của họ là thúc đẩy chăm sóc y tế cơ bản và khả năng tiếp cận thuốc men và giúp đào tạo nhân viên y tế. Hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới rất đa dạng, từ thiết lập các quy chuẩn và dược phẩm thiết yếu, tư vấn về hành vi ăn uống cho đến đấu tranh chống lại các dịch bệnh truyền nhiễm và nghiên cứu cả những loại vaccine phòng bệnh. Và trong các giai đoạn khủng hoảng như dịch viêm phổi Vũ Hán, Tổ chức Y tế Thế giới có nhiệm vụ xác định các mối đe dọa, giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ phát triển công cụ y tế, hỗ trợ đáp ứng dịch vụ y tế thiết yếu ở những nơi có hạ tầng yếu kém. Ở trong đó có cả Việt Nam, có những nước châu Phi rất là nguy hiểm khi dịch bệnh lan tràn và bị họ không có thuốc chữa và cũng không có phương tiện để mà chữa bệnh. Nhà chính trị Tedros, người Ethiopia, giữ chức Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2017. Giới quan chức Mỹ còn nhắc lại, ông Tedros từng là đảng viên của Đảng Cộng sản Ethiopia để ám chỉ ông là đồng minh của Bắc Kinh. Thì đây là cái điều khá bất ngờ được tung ra. Và quả thật là những ý thức hệ này nó sẽ rất khó thay đổi con người khi người ta đã có cái tham gia vào nó từ lâu rồi. Và Trung Quốc dường như đã tận dụng cái điều này. Và về phần ông Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, trong một cuộc họp báo hôm 8 tháng 4 đã lên tiếng đáp lại các cáo buộc trước đó của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh bài Twitter đáp lại của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros trước việc chỉ trích của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Tedros nói,
xin vui lòng đừng chính trị hóa con virus này. Nếu bạn không muốn nhiều người thêm nữa phải chết, thì bạn đừng chính trị hóa nó. Và thông điệp ngắn gọn của tôi là, xin hãy đừng chính trị hóa COVID. Ông cũng thể hiện quan điểm này trong bài tweet của mình. Trước trả lời của ông Tedros, nhiều bình luận trên mạng đã đặt câu hỏi rằng Tổ chức Y tế Thế giới nói không chính trị hóa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì tại sao luôn phớt lờ vai trò của Đài Loan trên trường quốc tế, trong khi rõ ràng việc hợp tác quốc tế và ưu tiên về tính mạng con người luôn phải đặt ở vị trí cao nhất. Và thậm chí, trong một lần trả lời phỏng vấn trực tuyến với Đài Hồng Kông vào hôm 28 tháng 3 năm 2020, ông Buxi Ayrvat, cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới, đã giả vờ không nghe thấy câu hỏi của phóng viên về tư cách thành viên của Đài Loan trong Tổ chức Y tế Thế giới. Sau đó, ông yêu cầu đổi câu hỏi khác và khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi tương tự, mạng Internet đột nhiên bị ngắt kết nối. Thì đây là cái điều cũng khá đặc biệt với những nước mà có cái thể chế độc tài như Việt Nam hoặc Trung Quốc thì họ thường xuyên có những động thái tương tự như vậy. Và rốt cuộc, ông Ayrvat đã miễn cưỡng trả lời với nội dung không hề liên quan đến câu hỏi được đưa ra. Và Bắc Kinh hiện vẫn coi Đài Loan là một tỉnh tách rời của mình và luôn bày tỏ ý định thống nhất hòn đảo này vào đại lục, kể cả bằng vũ lực, tức là bằng chiến tranh, sẵn sàng đưa tàu chiến đến, đưa xe tăng tên lửa đến để tấn công. Và Trung Quốc cũng luôn cảnh báo các quốc gia khác khi họ ủng hộ Đài Loan gia nhập vào các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc vẫn làm, tìm mọi cách để thao túng. Và Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo tối ngày 8 tháng 4 đã tuyên bố chính ông Tedros mới là người đang chính trị hóa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và cho biết ông tin là Tổ chức Y tế Thế giới đang ưu ái Trung Quốc một cách hết sức bất thường. Và đây là hình ảnh của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chụp cùng binh sĩ ở Đài Loan vào hôm 9 tháng 4 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, tôi không tin ông ta nói về chính trị khi bạn nhìn nhận vào mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Trung Quốc chỉ chi có 42 triệu đô la và chúng tôi chi những 450 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, tức là hơn gấp 10 lần. Nhưng mọi thứ trong tổ chức này dường như lại được sự vận hành theo cách của Trung Quốc. Điều đó là không đúng và điều đó là không công bằng với chúng tôi và thành thực mà nói điều đó là không công bằng với thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy rất rõ ràng. Và mới đây, vào ngày 9 tháng 4, Mỹ tiếp tục cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đặt vấn đề chính trị lên trước khi phớt lờ cảnh báo từ Đài Loan về sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, vô cùng lo lắng, thông tin của Đài Loan đã không được phổ biến cho cộng đồng quốc tế, nhưng có thể thấy có tuyên bố vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới rằng không có dấu hiệu cho thấy virus lây truyền từ người sang người. Thì đây là một cái kết luận hết sức sai lầm và phiến diện, cũng như không chi tiết, và hậu quả các bạn cũng đã biết, bệnh dịch lan tràn khắp nơi mà Việt Nam hiện nay cũng đang phải gánh chịu. Và Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa chọn chính trị thay vì sức khỏe cộng đồng. Người phát ngôn nói tiếp, chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới từ chối Đài Loan tham gia và gia nhập tổ chức dù chỉ với tư cách quan sát viên từ năm 2016. Theo người phát ngôn của Mỹ, hành động của Tổ chức Y tế Thế giới làm lãng phí thời gian và gây tổn thất nhân mạng. Và không ai khác mà chính là Trung Quốc đã thao túng các tổ chức quốc tế để các tổ chức này đưa ra tiếng nói có lợi cho mình, mà Tổ chức Y tế Thế giới chỉ là một trong những con rối gần đây của nhà nước độc tài này dưới sự lãnh đạo của cựu đảng viên Đảng Cộng sản Ethiopia. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã thực sự không tỏ ra xứng đáng với vai trò của tổ chức này khi đã hoan nghênh một cách quá đáng phản ứng của Trung Quốc và nhất là đã chậm trễ trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hiện nay. Và việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích những sai lầm không thể chấp nhận được của Tổ chức Y tế Thế giới là một cách để phơi bày những thủ đoạn chính trị đen tối của nhà cầm quyền Cộng sản từ Bắc Kinh luôn tìm mọi cách để thao túng những tổ chức và đe nẹt những nước nhỏ nhằm đem cái lợi nhất cho mình. Và những mưu đồ này của Trung Quốc đã không hề xa lạ với người dân Việt Nam trong thời gian trước đây, hiện nay và ngay cả trong tương lai chúng ta sẽ càng nhận ra khi ngay giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng họ đã cho đội tàu hải cảnh xâm nhập lãnh hải của Việt Nam ở tại Hoàng Sa để cố tình lao vào và đâm chìm bằng được tàu cá bằng gỗ của Việt Nam, của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở đây. Nhưng sau đó rồi thì Trung Quốc lại ngang nhiên công bố đổ lỗi cho phía Việt Nam là tàu gỗ Việt Nam lao vào mũi tàu hải cảnh
khổng lồ của Trung Quốc. Thì đây là cái điều hết sức bất ngờ, nhưng Việt Nam thì cũng đã quá quen với luận điệu đó của Trung Quốc rồi. Đã đến lúc nhà cầm quyền tại Hà Nội cần thể hiện quan điểm rõ ràng và mạnh mẽ nhất, không thể tiếp tục nhu nhược, và hãy kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về những đau khổ và ngang trái mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho người dân Việt Nam. Và điều này cũng nên làm, ngay cả Philippines đã làm rồi và họ đã giành chiến thắng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, mùng 10 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.